Đối với toàn thể đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội, chúng tôi luôn tin rằng với người bác sĩ, không chỉ tay nghề giỏi là đủ, hơn hết đó là cái tâm với nghề, với bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ lâm sàng là người hàng ngày được gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của các gia đình, cũng như đồng hành cùng các cặp đôi suốt quá trình điều trị, đón con yêu. Với các bác sĩ, mỗi ngày làm việc không chỉ là chặng đường trau dồi tay nghề, mà đó còn là học cách làm bạn với bệnh nhân của mình, học cách lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia, để chặng đường mong con của các gia đình luôn được thắp lên tia hy vọng. Trong hàng chục năm làm nghề, chắc chắn các bác sĩ chẳng thể nhớ chính xác mình đã điều trị cho bao nhiêu ca thành công. Con số có thể lên đến hàng trăm, hàng ngàn, nhưng chắc hẳn có một điều mà tất cả đội ngũ đều tâm niệm, rằng dù là ai, hãy luôn đối xử với khách hàng như chính người thân trong gia đình. Điều trị hiếm muộn, hành trình này không những gian nan vất vả, mà còn đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì, không bỏ cuộc của những người trong cuộc. Và trên hành trình đó, luôn có đội ngũ bác sĩ tại Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng các gia đình đến khi sinh con khỏe mạnh. Tết Nguyên đán 2023 đang đến rất gần, Trung tâm Hiếm muộn và Y học giới tính Hà Nội xin chúc cho tất cả các cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ vững vàng, sớm tìm được con yêu về nhà.